Xin chào mọi người, đây là kênh YouTube chính thức của MyDio, thế giới âm thanh và tri thức dành cho bạn. Video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có nội dung thiết thực. Thông qua đó, các bạn sẽ có được những lời khuyên hữu ích để sống và làm việc có mục đích hơn và hiệu quả hơn. Và đoạn trích sau chính là một phần đoạn rất sâu sắc mà mình muốn mọi người cùng biết đến và cảm nhận. Hãy cùng lắng nghe với mình nhé! Chương 1. Các vấn đề liên quan đến tiền. Bạn muốn chấm dứt cảnh chế túi và bắt đầu làm lại mọi thứ để trở nên khấm khá hơn. Thật nhảm nhí. Vâng, như tôi đã cảnh báo bạn rồi đấy, tôi không hay nói vòng vo đâu. Đó đúng là một sự sỉ nhục khá khó chịu. Hãy tự cho mình một đặc ân và khắc phục điều đó. Bạn đang gặp vấn đề rắc rối và bạn cần sự giúp đỡ, hay bạn sẽ không đọc cuốn sách này để bắt đầu với nó. Chúng ta sẽ cùng đọc sách và cùng giải quyết vấn đề của bạn nhé. Hãy lắng nghe những gì tôi nói. Xét cho cùng, tôi đã trải qua những gì bạn đang phải trải qua. Giờ đây tôi đã vượt qua nó và trở thành người giàu có. Bạn muốn bị cháy túi bởi vì bạn đang thực sự bị cháy túi. Nếu bạn muốn chấm dứt tình cảnh túng quẫn, bạn phải làm một điều gì đó. Nhưng bạn đã không làm gì cả. Điều đó cho thấy bạn không muốn ổn định tình hình tài chính của mình. Đừng nói với tôi bạn muốn gì. Bởi vì tôi đã biết bạn muốn gì rồi. Bạn muốn cuộc sống của bạn chính xác như nó đang diễn ra. Bạn muốn trở thành một người chỉ biết kiếm tiền vừa đủ sống, bởi vì bạn đang sống như vậy. Bạn muốn trở thành một người luôn thanh toán hóa đơn muộn, bởi vì bạn đang đúng là người như vậy. Bạn muốn trở thành một người chuyên đi xin xỏ người khác, bởi vì bạn đang làm như vậy. Bạn muốn trở thành người mua sắm những thứ xa xỉ vượt quá khả năng chi trả của bạn, bởi vì bạn đang làm như vậy. Bạn muốn sở hữu một chiếc ô tô mà bạn phải rất khó khăn mới có thể thanh toán được, chỉ vì nó khiến bạn cảm nhận được chính mình, bởi vì bạn đang làm như vậy. Bạn muốn mặc những bộ đồ thời trang nhất thay vì chi trả các khoản tiền thuê của mình, bởi vì bạn đang làm như vậy. Bạn muốn chi tiêu hơn là tiết kiệm, bởi vì bạn đang làm như vậy. Bạn muốn ăn ở những nhà hàng sang trọng thay vì tiết kiệm để lo việc học hành của con cái, bởi vì bạn đang làm như vậy. Mọi người thường làm những gì mà họ thích. Đợi một chút, bạn hãy làm một bài tập nhỏ này nhé. Hãy nhìn xung quanh bạn. Bạn có thấy cánh tay của ai đó đang lăm lăm khẩu súng chỉ vào đầu bạn để buộc bạn làm những việc mà bạn đang làm không? Nếu không có ai ép bạn, thì chính bạn đã tự làm việc đó bởi vì bạn muốn thế. Điều này cũng rất đơn giản thôi. Nào, bây giờ hãy tiến lên phía trước và nổi giận với tôi về những gì tôi vừa nói. Thực tế, tôi muốn bạn nổi giận. Trong lúc đó, hãy nghĩ về điều này. Bạn nổi giận với tôi và những gì tôi vừa nói, hay bạn nổi giận với chính bạn bởi vì bạn biết rằng tôi nói đúng? Tôi thực sự không muốn giàu có. Tôi chỉ muốn cuộc sống sung túc hơn. Sung túc có nghĩa là bạn không cảm thấy thiếu thốn, nhưng đồng thời bạn cũng không cảm thấy mọi thứ quá tuyệt vời. Hầu hết mọi người đều có cuộc sống sung túc. Đó chính là vấn đề. Những người sung túc, khấm khá, không cảm thấy cuộc sống tồi tệ đến mức cần phải thay đổi, nhưng cũng không cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đến mức phải thực sự cố gắng để tận hưởng đó. Dù thế nào thì tương lai của họ cũng đã được số phận định đoạt. Con người không bao giờ tạo ra sự thay đổi khi họ đã cảm thấy thoải mái, sung túc. Bạn phải cảm thấy không sung túc để tạo ra một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Và mục đích của cuốn sách này chính là làm cho bạn cảm thấy không thoải mái, sung túc. Bạn sẽ không bao giờ thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy không thoải mái, sung túc. Larry à, tiền không quan trọng đối với tôi. Ồ, đúng rồi, mọi người thường nói như vậy để bào chữa cho sự thật là họ không có tiền. Trên thực tế, tôi biết có rất ít người dám nói thẳng rằng mình đang bị cháy túi. Đối với hầu hết mọi người, tiền rất quan trọng. Người không có tiền không thể giúp đỡ bất kỳ ai. Bệnh viện được xây bằng tiền, các tổ chức từ thiện được tài trợ bằng tiền, những người vô gia cư được chăm sóc bằng tiền. Vì thế, hãy kiếm một ít tiền đi, và bạn có thể khẳng định được vai trò của mình. Bạn có trách nhiệm kiếm tiền cho bản thân bạn và cho cả thế giới. Hãy tưởng tượng điều này.
bạn đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức về một thảm họa nào đó như cơn bão Katrina chẳng hạn, và bạn muốn giúp đỡ những nạn nhân của cơn bão. Bạn muốn viết một tờ séc $1,000 hay $10,000, thậm chí có thể chỉ $10 mà thôi. Nhưng bạn không thể vì bạn đang bị cháy túi. Khi bạn giàu có, bạn có thể làm việc này mà chẳng phải suy nghĩ gì. Điều gì tốt đẹp hơn, chờ đợi được giúp đỡ người khác hay có khả năng giúp đỡ người khác? Nhưng Larry ơi, tôi sẽ gửi những suy nghĩ tốt đẹp của tôi đến họ và cầu nguyện cho họ. Tốt thôi, hãy gửi những suy nghĩ tốt đẹp của bạn và hãy cầu nguyện, bởi vì chúng cũng rất quan trọng. Nhưng sau đó hãy ký một tấm séc. Thế giới cần những suy nghĩ tốt đẹp của bạn, những lời cầu nguyện của bạn và cả tiền của bạn nữa. Hãy tiếp tục thành công. Chỉ những người thành công mới có thể giúp đỡ được người khác. Theo tiến sĩ Robert Schuller, tiền định nghĩa con người bạn. Lời tuyên bố trên của tôi có thể sẽ khiến một số người rất khó chịu, và họ có thể cho tôi là người nông cạn, tham lam và rất nhiều ý nghĩ xấu xa khác nữa. Tuy nhiên, cho dù bạn có phản đối thế nào đi chăng nữa, thì tôi cũng nghĩ rằng tôi vẫn đúng. Năm nay, khi nghĩ về Diddy hay P. Diddy hay Puff Daddy, dù tên anh ta là gì đi nữa, bạn nghĩ đó là một người Mỹ gốc Phi, một người làm trò tiêu khiển, một ngôi sao điện ảnh hay một nhân vật quan trọng trong làng thời trang? Hay bạn nghĩ ngay đó là một người giàu có? Tôi đoán chắc bạn sẽ nghĩ ngay đến gia tài của anh ta. Anh ta có phải là một người tốt hay không? Hay anh ta chỉ là một tay xuẩn ngốc? Đừng cười nhạo tôi nhé. Tôi không biết anh ta là ai đâu. Tôi chỉ biết rằng anh ta rất giàu có. Khi nhắc đến Donald Trump, điều gì ngay lập tức định nghĩa con người ông ta trong suy nghĩ của bạn? Mái tóc của ông ta, các tòa cao ốc của ông ta, chương trình truyền hình The Apprentice, tạm dịch người học việc của ông ta. Tôi rất lấy làm tiếc rằng những điều này không hề xuất hiện đầu tiên trong ý nghĩ của bạn khi bạn nghĩ về trong đâu. Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm thức của bạn đó là tiền của ông ta. Ông ta rất giàu có. Có cảm tình hay ác cảm với ông ta, những cảm xúc này chỉ xuất hiện sau khi bạn nghĩ ông ta giàu như thế nào. Tiền định nghĩa con người Donald Trump với mỗi chúng ta. Tiền quyết định khu vực bạn lớn lên. Nó quyết định quần áo bạn mặc tới trường. Tiền thường xuyên quyết định bạn của bạn là ai và những người khác sẽ đối xử với bạn như thế nào. Tiền quyết định bạn có thể theo học đại học hay không. Tiền quyết định ngôi nhà bạn sống, loại xe hơi bạn sử dụng và quần áo bạn mặc. Nó quyết định bạn được một bác sĩ riêng uy tín hay một ông thầy lang bâm chăm sóc sức khỏe. Nó quyết định bạn có khả năng thuê một luật sư riêng giỏi nhất hay chỉ có khả năng thuê một luật sư rẻ tiền để tư vấn cho bạn các vấn đề về luật pháp. Nó quyết định tất cả các nhà hàng mà bạn đến, tất cả các cửa hàng mà bạn vào và tất cả các hoạt động giải trí của bạn. Tiền thậm chí còn quyết định kích thước phần mộ chí và chất lượng chiếc quan tài mà bạn được chôn sau khi qua đời. Và đoạn trích vừa rồi chính là một phần trong nội dung cuốn sách đang được phân phối audio tại MyDio. Nếu bạn có hứng thú với cuốn sách, mời bạn tìm nghe trọn bộ nội dung tại mydio.vn. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho MyDio một subscribe để mình giới thiệu đến mọi người thêm nhiều cuốn sách hay hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.